Thưa quý vị, từ lâu thì việc quét mã QR code dùng cho việc đi chợ hay là khai báo y tế thì đã không còn xa lạ với người dân thành phố Đà Nẵng, mang đến tiện lợi cho công tác quản lý và hỗ trợ dần dần. Kể từ ngày 6 tháng 9, ứng dụng này đã được áp dụng trên giấy đi đường. Việc kiểm tra kiểm soát này đã góp phần hỗ trợ cho công an thành phố và các lực lượng chức năng làm việc tại các chốt kiểm soát dịch, rút ngắn được thời gian, giảm tình trạng tiếp xúc trực tiếp, phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Với một mẫu giấy đi đường có mã QR code như thế này, chưa đến 10 giây, người dân đã hoàn thành việc kiểm tra, lưu thông qua các chốt kiểm soát. Ngoài kiểm tra bằng bản giấy, người dân còn tích hợp giấy đi đường trên điện thoại, nên việc kiểm soát của cơ quan chức năng cũng nhanh chóng hơn. Khi mà có giấy đi đường có mã QR code này rất thuận tiện cho việc kiểm tra của lực lượng chức năng. Nó thể hiện rất đầy đủ giấy tờ, thông tin và lộ trình của người đi, rất thuận tiện cho việc kiểm tra nếu người đó có vi phạm. Việc triển khai quét mã QR code đều được áp dụng đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng. 15 chốt chặn từ các thôn tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang từ lâu đều có lực lượng công an xã, đoàn viên thanh niên hỗ trợ quét mã QR trên thiết bị điện thoại thông minh. Đây là địa bàn xã đầu tiên được Sở Thông tin và Truyền thông triển khai ứng dụng quét mã tại các chốt ra vào khu dân cư. Đối với tôi thì cái việc mà quét mã QR code này thì rất tiện lợi và rất nhanh nữa. Nó hạn chế cái thời gian mà khỏi cái tập trung đông người. Tính đến ngày 7 tháng 9, toàn thành phố có hơn 25.000 đơn vị đăng ký cấp giấy đi đường. Trong đó, có 69% đơn vị được phê duyệt, hơn 10.000 đơn vị bị từ chối cấp giấy đi đường. Ngoài kiểm soát chặt từ khâu cấp và tại các chốt cứng, lực lượng chức năng còn tăng cường tuần tra lưu động, kiểm tra ngẫu nhiên để không xảy ra tình trạng lợi dụng giấy đi đường của một số người. Một số liệu mà cấp giấy đi đường thì các cơ quan là có những biện pháp kịp thời, đặc biệt là chỉ đạo điều hành phòng chống dịch của lãnh đạo thành phố, phục vụ kiểm tra kiểm soát của công an thành phố xử lý các vi phạm trong sử dụng một cấp giấy đi đường. Hiện tại, Đà Nẵng vẫn đang hoàn thiện việc cấp giấy đi đường. Số lượng giấy đi đường cần cấp sẽ ngày một tăng, tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp. Vì vậy, việc kiểm soát chặt từ khâu cấp và tăng cường kiểm tra sẽ góp phần hạn chế, tránh tình trạng sử dụng giấy đi đường sai mục đích.